Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mọi người lại được thấy Hoàng đi săn Nabati với cái gọi là thanh Tushita nhé mọi người ơi. Và ở đây thì đang có hai Voramut và một cái thằng gọi là Buha nó đang ở đây. Vâng, combo với cái thanh đơn kiếm này cũng khá là mạnh đấy mọi người ạ. Rút xỉa rất là đau. Mặc dù level của thông thạo của cái thanh kiếm này là chưa được mắt, nhưng mà mình cũng không có thời gian để hack nữa mọi người ạ. Hôm nào mà có trái Phật tổ thì mình sẽ hack phát nó lên. Trời ơi, anh em này chạy được không? Chạy được không? Không ăn thua, xỉa chết rồi anh em ạ. Nhìn cái pin chiêu Z của nó giống cái thằng Zoima của Vương Quân Mobile không anh em? Xỉa xem nào mát làm sao thì đó. Hát là con Zoima mút lại kinh hết nhỉ. Mày xỉa chết, đâu xỉa không chết. Đã không thú quá. Vâng, và bây giờ anh đã bật được V4 thì mày xác định thôi, đấy. Bật được V4 thì mày xác định thôi. Không, thằng nào đây, đang đứng ở đây. Đứng không à? Không ở đấy làm gì nhỉ? Cúng bao ti cho anh à? Đây, hai bên kia này, đang với nhau. Vâng, và đang bóc cuối của mày. Trời. Người đi săn lady quá mọi người ơi. Đây là mình học ra mỗi ngày thì chơi được một tí quá à. Để làm video cho anh em xem nhé mọi người. Nếu mà like, những hôm like thì đi săn bounty nó không được nhiều lắm đâu. Đấy, hôm nào thì có đi săn gọi là làm video ấy, thì là đi săn bounty nó được chẳng vẹn hơn cho anh em xem. Đồng cái like anh em xem khá là đông. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và mọi người vào đến đoạn này thì mọi người hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình video tiếp theo nhé mọi người nhá. Như mọi người thấy thì ở đây thì Hoàng đã lượm được gọi là bounty liên tục của mấy anh em có bounty thấp với thân cư xảy ra này nhé mọi người. Đấy rồi, ông nào ba đấy, ông dùng mình ba thì ông cũng kết thôi. Yo Kno online đâu bắt đầu là ép thủ để hút đấy à, con mong muốn trong dùng ép để cày mình đấy. Nhưng mà cày làm sao được, anh đang V4 mình cày kiểu gì, đó sự kiện bất hợp, ăn hút về hai thằng vào đây rồi. Hai thằng kinh khủng quá. Một hai, triple kill anh em ạ, triple kill rồi. Biết liệu có triple kill hay không? Không triple kill rồi. Thật là buồn quá đi à. Vì là bọn này giáp nó trâu quá. Con voi đặc biệt là con voi của nó này. Con voi của nó này nó lại đốt ra của nó. Nó là thật trâu quá. Với lại cái thằng kiếm của mình nó khá là yếu. Chưa được nhận ra thật là quận là chuyển huyết, chắc ít nữa cũng phải lên thông thạo mắc và lên một chuyển huyết thôi. Nhưng mà hiện tại thì không có trái Phật tổ, không có tham chưa có trái Phật tổ đi trong cái thằng này và phải nhận ra cho nó cái nòng là tăng được 30% cái xếp của kiếm ấy thì là mới ngon được mọi người ạ, mới nhanh được. Mà nó này không có nguyên liệu đi săn lên đi cái gì đó để em san cái quần điện thoại thì ngon đó. Bây giờ theo quần này kiếm được rất là nhiều bao tin từ các anh em ở đây rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mọi người thấy thì không phải là tôi vào đồ ở đâu mà là tại bọn này gà thôi. Tại đâu cũng nhiều phát nữa anh em ơi. Như anh em thấy là cái thanh Tushita này nó rất là kinh khủng đấy. Cái xỉa rất là thích, mình rất thích cái chua xỉa của nó. Đấy, cái chuyện của nó dùng con ma quá đi à. Mình cũng chưa lên quân đó mọi người ạ. Chưa lên chiến tướng bao giờ nhưng mà sợ buồn. Không xịt phát nào. Bây giờ anh em thấy tôi lượm được rất là nhiều là bao ti ở đây rồi đấy. Hiện tại là bao ti đang là 21,4 triệu bao ti rồi anh em ạ. Cả đang gốm anh em. Hò quá. Cái cả học mà cả nhà. Rất là mệt mỏi.
rất là mệt mỏi. Ít nữa phải ít nữa mà khi nào mà có bất ngờ có một cái video nào mà anh em xem nhiều có lên được vài chục ca view hay là trăm ca view thì mình sẽ tổ chức một cái event ở trong kênh live nhé mọi người. Ồ thì ngày 33 rồi. Mình sẽ tổ chức một cái event ở một trong một kênh live bất kỳ nào đó để tặng anh em nào may mắn được những cái event nó nhỏ nhỏ nhé mọi người. Một cái thẻ cào nào đấy để cho mọi người vui vẻ nhé. Nhưng mà hiện tại thì cái lượt theo dõi của mình đang rất là thấp. Cái điều để đạt được mấy chục ca view nghe thì rất là khó. Với lại như anh em thấy thì việc đăng ký kênh của mình quá là thấp luôn. Còn video cũng vậy luôn. Anh em có một số anh em ủng hộ hoàn nhưng mà có nhiều anh em chưa biết. À, 9QBTV đó là như là cái tờ app của thằng em mình nó lốc vào đó mọi người. Dung nham này, mày dung cho mày dung nham phát. Không được, thanh kiếm này không tìm được. Không tìm được, đấy có đinh ba dòng là thằng này hẹo rồi đấy. Hoặc là cái lưỡi hái thử thần là thằng này hẹo luôn rồi đấy. Nhưng mà nó lại mang chung. Ơi, em không mang được đâu em ơi. Làm sao mà mang được. Đang tiếp tục ra đây làm chơi với các bạn này mặc dù là ba ba hết cả rồi nhưng mà ra đây giao lưu vui vẻ với anh em cho nó vui, giao lưu vui vẻ cho nó vui. Thì vở mãi thấy tay chân nó đi rất là nhiều. Còn khi mà học cách tham cho bạn có mình tham gia thế này đó, tất nhiên là không phải là ai ham cũng chuẩn đâu. Rồi nó khác nhưng mình già nó khác đấy. Với lại Hoàng nó PVP nó chỉ đang là lớp 8 là các bạn chưa hiểu nó rất là nhiều nên là mọi người phải thông cảm nha. Và như mọi người thấy thì MC của chúng ta thì tên là Tuấn nha mọi người. MC Văn Tuấn. Văn Tuấn nha. Rồi thằng nào thằng này tập cá anh em ấy đang rất là đông vui, vẫn rất là lì lợm không ai chịu ngồi ao ra cả mặc dù là ba ba rồi nhưng kiểu như là mọi người thích PV với những cái bạn ba tí cao hơn, hiểu như khi tất cả giác tâm lý của anh em là lúc nào muốn giết được người bounty cao ấy, cũng như kiểu như mình chưa hồi mấy mà bounty là giết được anh em được mười mấy mà bounty là khoái lắm, gọi là khoái dựng hết cả người lên ấy anh em ạ. Nên là cái cảm giác đó là mình rất là hiểu ạ. Đấy anh em video mà nhớ comment ở phía dưới video là mọi người dùng cái combo nào thì mọi người hãy comment ở phía dưới nhé mọi người nhé. Thì sơn trái cô tổ này được chơi kiếm với lại sông Vita các thứ nó rất là tiện. Chơi chơi trái cộng một trái thì trừ cái băng với lại cái trái tuyết này nọ ít ra thì người chơi khác mà chưa không quen mật tổ thì có chỗ thông báo cũng sướng mà gặp mấy anh em gọi là tay to thì mấy anh em thân tinh lắm. Bỏ gác rồi nhà được không ạ? Chưa bộ đồ vẫn làm cái rất là cơ động. Thực sự là nó rất là khủng khiếp. Chỉ là mà lẩn trốn và ám sát thì rất là cao. Như anh em thấy nếu mà BVB đông mà gần gần thì mà chỉnh lấy vào phát là mình cho cái B phát là hút ở đây ngay. Kiểu như anh em mà không bao giờ có cái tâm lý mà đánh ở trong này cả. Anh em toàn trốn ra ngoài đâu. Đánh ở trong này thì có sao đâu. Đánh trong này được mà.
bao giờ là hết được mana đâu mà lo. Mana đầy. Ốp. Mà tâm lý anh em lúc nào cũng bảo chẳng là sợ ấy. À con cáo này cũng nhảy ruộng hết nhỉ. Cáo này nhảy ruộng hết nhỉ. Cáo biến cũng hao đi. Ăn mình nhé anh em ạ. Cáo đi ăn mình nhé. Cáo 4 triệu hao nó đi. Oh, ngủ quá đi à, làm một cái video cũng khá là mệt mỏi anh em. Nhớ like và đăng ký kênh nhé. Anh em cáo này rất là chạy khá là chạy khá là nhanh. Rồi. À thanh niên này đã 33 rồi anh em ạ. 33 rồi nhưng mà vẫn chỉ ra giao lưu với anh nhé. Anh em phải làm tốt bụng. À biết gì cần. Mày tưởng nghe lên mới người ta sợ. Mày tưởng nghe lên mới người ta sợ. Là cũng một thằng Pluto. Năm năm không bá quá. Pluto thì quen thế nhỉ. Pluto quen. Không biết là có bạn quen hay không. Đấy. Quen á. Quen đó nha. Quán cà phê. Quán cà phê nào. Đấy, nhưng mà anh em thấy là tôi dùng cái Tushita này khá là thuận tay đấy anh em ạ. Dùng Tushita khá thuận tay đấy, chỉ khá là đau mà đâu. Chỉ đau do mình rơi 4 nữa không phải chắc. Chỉ một này đau máu, á một ông Zoru à. Deep ghê, deep ghê. Khớp đánh đau hết. Đánh khá là đau đấy. Đau này. Đau thì cũng được thôi. Đau thì cũng được thôi. Thử chơi súng mà là chắc là ít nữa có thể là mình sẽ dùng để làm với nhau để có một súng xem sao. Ôi ngủ liên tục à, mệt quá rồi. Hai thanh niên này chắc là lần này chắc là phải có một thanh niên ra đi chứ không thì cứ có yêu đi nhỉ. Ôi rồi gần rồi ra đâu ra đâu vậy. Châu thì vào đây đâu cũng chết. Châu thì đâu cũng chết thôi. Không thể đùa được. Anh nhá. Châu đánh đâu cũng chết. Châu thì nó bù hang vậy. Thì tại lại trang được cái những cái dòng mà bỏ qua rồi. Mười mấy phần trăm giáp rồi lại mà kim player level cao thì có mà nó cũng sống gần lắm. Đó, rồi ít nữa mình có điều kiện sẽ hẹn trang lại. Mình đi săn được, đi săn được anh em fan thì tầm anh em kiểu như là không biết đi săn thôi. Mắt ăn cho thì cứ lao ra ngoài đấy, không biết nhảy vào cái bể của đồ thì nó nhanh. Mấy cái bể còn ít thôi, nên chán lắm. Chưa có đồ gì ngon cả và sắp tới thì mình sẽ đây là
Đây là ba mình đang lấp vô đó. Ba mình đang lấp vô. Ba mình đang lấp vô để mình nói chuyện với ba sĩ nha. Đi ra hè, ok, để mình đi nhai. Mình sẽ cắt bỏ cái đoạn đi ra này vì là nó rất mất thời gian của anh em nhá. Thỉnh thoảng thì mình sẽ giúp mọi người đi ăn V4 và đi dai này nọ nhé mọi người. Vâng, và đi dai xong rồi thì sẽ tiếp tục cái hành trình là 30 và bounty của mình nhé mọi người. Cũng sắp hoàn thành những cái hành trình ở bên hải tặc rồi đấy mọi người. Cái hành trình này lâu quá. Nếu mà đi săn bounty là video thôi, nghĩ là nó cũng nhanh thôi, nhưng mà hôm nào like thì lên được ít. Nào like lên được ít bởi vì là đang đi vào like thì chơi với mấy anh em xem like, với anh em vào kết bạn nhiều anh em BB hay mà nó cũng bị chết và cũng giết được lại, nhưng mà nó bị trứng vào ti lại không còn nhiều. Mình đi săn thì nó sẽ nhanh hơn mọi người, đặc biệt là đi săn nếu mà ở những cái server đông thì vui, ở lại thì ba vẫn đang ở.